Tài xế ô tô rút súng chĩa vào người đi xe máy bị quá sợ. Sự việc xảy ra trên đường cao tốc liên bang 264 ở Virginia trong tuần này, khi tài xế của chiếc Ford Explorer màu xanh gặp một người đi xe phân khối lớn cùng chiều. Chiếc mô tô cắt đầu xe tôi, tôi giảm tốc độ và anh ta cũng chạy chậm lại. Tôi vòng qua anh ta, rồi anh ta bắt đầu nói gì đó, bảo tôi phải dừng lại. Tài xế chiếc Ford kể, rồi xe Ford dừng lại, chiếc mô tô chạy sát tới và đổ ra đường. Tài xế ô tô xuống xe nhưng người đàn ông đi xe máy chạy đi và chiếc Ford cũng tiếp tục hành trình. Khi đang đợi đèn tín hiệu tại ngã tư giữa đại lộ Pacific và phố 17, tài xế xe Ford nhìn thấy chiếc mô tô chạy tới. Anh ta đột nhiên xuất hiện, lái xe ra trước đầu ô tô của tôi rồi lục tìm gì đó trong túi đồ. Tài xế ô tô kể lại, thêm rằng đó là khi anh này cảm thấy bị đe dọa. Tôi sợ hãi, tôi không biết người khác có thể làm những gì. Tôi không biết vấn đề của anh ta là gì. Tôi cảm thấy bị đe dọa cho cả tôi và vợ. Người đàn ông cho biết anh ta đã trút súng. Một điều trùng hợp là xe cảnh sát xuất hiện ngay lúc đó. Tài xế xe pho bị còng tay tại chỗ và người đàn ông đi mô tô cũng bị tạm giữ. Không có tố cáo nào chống lại cả hai bên. Một luật sư chuyên bào chữa các vụ án hình sự xem video và nói rằng tài xế xe pho sợ hãi có lý do chính đáng vì anh này có thể bị làm hại. Bất cứ ai vào lúc đó với cách mà người đàn ông kia hành động đều có thể cảm thấy mình có khả năng bị tổn thương với cơ thể. Người này nhận xét. Hai tên cướp thấy ví nạn nhân có 3.000 đồng nên trả lại. Chiều ngày 7 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thị xã Tịnh Biên An Giang cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Châu Sang, sinh năm 2008 và Võ Thanh Khải sinh năm 2000 cùng trú An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu khoảng 14 giờ ngày 21 tháng 8, Khải điều khiển xe mô tô chở sang mang theo dao tìm người đi đường có sử dụng điện thoại di động để cướp. Khi đến khu vực xã Văn Giáo thị xã Tịnh Biên, hai đối tượng phát hiện Lê Hữu Lực sinh năm 1997 trú tại huyện Tri Tôn điều khiển xe mô tô ngược chiều đang nghe điện thoại khải quay lại bám theo luật đến đoạn đường vắng rồi áp sát để sang dùng dao khống chế yêu cầu luật dừng xe luật vừa xuống xe sang đến cướp chiếc điện thoại di động của luật kiểm tra ví tiền của nạn nhân thấy có 3.000 đồng nên sang đã trả lại rồi lên xe tẩu thoát sau khi tiếp nhận tin báo bằng các biện pháp nghiệp vụ đến ngày 24 25 tháng 8 hai đối tượng lần lượt bị lực lượng hình sự công an thị xã Tịnh Biên bắt giữ thu hồi tang vật và con dao gây án. Bé gái 6 tuổi tử vong sau khi ăn bánh xôi kem ở thành phố Hồ Chí Minh chịu hai lần nguy cơ. Bà Phạm Khánh Phong Lan, trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này vẫn đang chờ kết quả kiểm nghiệm để tìm ra nguyên nhân chính xác vụ ngộ độc hàng loạt sau tiệc trung thu của chung cư Palm Hai, thành phố Thủ Đức đêm 29 tháng 9. Theo bà Phong Lan, Đến giờ, qua điều tra, mới chỉ phát hiện nguy cơ gây ngộ độc ở khâu bảo quản bánh sô kem Zipran. Cụ thể, bánh mang từ cửa hàng về đến chung cư lúc 10 giờ ngày 29 tháng 9, nhưng đến 19 giờ cùng ngày mới mở tiệc. Toàn bộ thời gian này, bánh được lưu trữ trong quán cà phê của người mua với điều kiện chỉ hơn 20 độ C. Đây là một nguy cơ dẫn đến bánh nhiễm khuẩn, dù ít hơn nguy cơ để qua đêm. Riêng với trường hợp bé gái 6 tuổi tử vong, nạn nhân chịu đến hai lần nguy cơ. Đó là khi bánh để ở quán cà phê và mang về phòng trọ để qua đêm không bảo quản. Việc ngộ độc lại xảy ra trên trẻ có sức khỏe yếu ớt sẵn nên đã gây hậu quả nghiêm trọng. Trong vụ việc vừa qua bị hỏng ở hai khâu bảo quản, dù các nạn nhân có thể kèm theo yếu tố tâm lý nhưng không thể loại trừ chất lượng của chiếc bánh vì rất nhiều bé cùng dự bữa tiệc bị ngộ độc, bà Lan phân tích. Cũng theo bà Lan, khó khăn trong việc kiểm nghiệm là đến tận ngày 3 tháng 10 mới lấy mẫu, trong khi 29 tháng 9 đã diễn ra tiệc khi đã trôi qua thời gian dài như vậy, kết quả kiểm nghiệm không thể đảm bảo chính xác 100%. Do đó cần phải xem xét nhiều khía cạnh như bệnh phẩm của các bệnh nhân nhập viện điều trị hoặc cấy phân những người bị rối loạn tiêu hóa để xem có các vi khuẩn hay không. Mưa lớn gây thiệt hại nặng về người và tài sản tại Yên Bái. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 7 tháng 10, ở Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 7 tháng 10, có nơi trên 80 mm như Thạch Kiệt Phú Thọ 106 mm, Phong Phú Hòa Bình 120,4 mm, Bình Thành Thái Nguyên 88,6 mm, Quảng Oai Hà Nội 93,8 mm, Trà Linh Thái Bình 180,8 mm. Đáng chú ý, mưa lớn khiến tỉnh Yên Bái bị thiệt hại nặng về người và tài sản. Theo đó, mưa lớn gây sạt lở đất tại huyện Văn Yên khiến hai vợ chồng tử vong. Nạn nhân là ông Nguyễn Quyết Thắng, 64 tuổi, và vợ là bà Phạm Bích Liên, 61 tuổi. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Yên Thái, sự việc xảy ra khoảng 2 giờ ngày 7 tháng 10. Vào thời điểm trên, tại xã Yên Thái xảy ra mưa to, vợ chồng nạn nhân không chạy kịp nên gặp nạn. Về tài sản, 394 ngôi nhà bị hư hỏng, gần 140 ha hoa màu và lúa bị thiệt hại, 28 con gia súc chết, 4 công trình giao thông hư hỏng, 26 điểm ngập cục bộ tại thành phố Yên Bái. Nhiều tuyến đường tại các huyện Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình sạt lở, giao thông tê liệt. Theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, ước tính thiệt hại trong đợt mưa lũ này khoảng 10,2 tỷ đồng. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại và huy động các lực lượng tại chỗ, khắc phục thiệt hại để đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân. Dùng dập 7 trận động đất ở Afghanistan, hàng trăm người chết Liên Hiệp Quốc ước tính hơn 320 người tử vong trước khi cho rằng con số này vẫn đang được xác nhận. Còn một quan chức Taliban ở địa phương tiết lộ số người chết phải cao hơn nhiều. Bản đồ đăng trên website của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ USGS cho thấy, có 7 trận động đất tại miền Tây Afghanistan, trong đó đáng kể nhất là trận 5,9 độ Richter, cách tỉnh Herat khoảng 35 km về hướng Bắc Bắc Tây, trận 6,3 độ Richter cách huyện Zidazan, miền Trung tỉnh Herat khoảng 33 km về hướng Bắc Bắc Tây và thêm một trận 6,3 độ Richter cách huyện Zidazan khoảng 29 km về hướng Bắc, Bắc Tây. Số người tử nạn đang ở mức khổng lồ, với nhiều người vẫn còn bị chôn vùi bên dưới những đống đổ nát. Tờ The Guardian hôm nay, ngày 8 tháng 10, dẫn lời một quan chức Taliban. Thêm rằng, chính quyền địa phương đang rất cần sự hỗ trợ từ bên ngoài. Báo cáo sơ bộ của USGS đánh giá, nhiều khả năng xảy ra thương vong đáng kể và mức độ ảnh hưởng của thiên tai, nhiều khả năng lan rộng. Theo báo cáo, những sự kiện động đất trong quá khứ với mức cảnh báo tương tự cần đến sự ứng phó ở tầm khu vực hoặc quốc gia. Những hình ảnh chụp tại hiện trường ở tỉnh Herat cho thấy cảnh tượng tàn phá khủng khiếp với những ngôi làng chỉ còn lại các đống gạch vụn và những người sống sót tìm cách đưa thi thể người thân khỏi đống đổ nát. Hàng chục ngôi làng hoàn toàn bị sang bằng, hàng trăm người bị chôn vùi bên dưới. Báo The Guardian dẫn lời một người chỉ cho biết tên là Dawood, cư dân vùng bị ảnh hưởng nặng nề ở Sindazan. Tôi đã đưa thi thể của chính thân nhân đến Herat và tôi đang trên đường quay lại. Đường xá dẫn đến nhiều ngôi làng bị hư hại. Thêm nhiều người sẽ chết bên dưới những đống đổ nát. Ông Dawood buồn bã chia sẻ qua điện thoại. Bộ thông tin và truyền thông nêu lý do chưa xử lý dứt điểm SIM rác. Người dùng cố tình đăng ký nhiều SIM để bán và không sang tên khi chuyển quyền sử dụng là những lý do dẫn tới tình trạng SIM rác chưa được xử lý dứt điểm. Thông tin này được chính phủ nêu tại báo cáo vừa gửi Quốc hội về thực hiện nghị quyết giám sát chuyên đề chất vấn liên quan tới lĩnh vực thông tin và truyền thông. Chính phủ cho biết, quá trình đối soát các thuê bao di động, các nhà mạng phát hiện trường hợp cố tình đăng ký nhiều sim để bán và một bộ phận người dùng không sang tên khi chuyển quyền sử dụng sim. Đây là lý do dẫn tới tình trạng sim rác chưa được xử lý dứt điểm. Từ đó nhiều đối tượng xấu lợi dụng sim rác để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong xã hội. Ngoài tin nhắn rác trên mạng viễn thông truyền thống, xuất hiện tin nhắn rác qua mạng Internet, OTT, Fiber, Messenger, Zalo. Thực tế cũng có đối tượng sử dụng thiết bị công nghệ cao giả mạo trạm thu phí sóng di động để phát tán tin nhắn rác, dẫn tới khó khăn trong công tác phòng ngừa ngăn chặn. Trước tình trạng cuộc gọi rác, sim rác vẫn tràn lan, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị người dân tới các cửa hàng qua mạng di động để chuẩn hóa chính xác thông tin thuê bao. Việc này là một trong số biện pháp xử lý sim rác, sim không chính chủ. Ba nhà mạng chiếm 96% thị phần di động gồm Viettel, VNPT và MobiFone sử dụng công nghệ để đối soát xác thực trực tuyến online thông tin thuê bao phát triển mới với cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư. Các nhà mạng còn lại đối soát xác thực định kỳ hàng tháng. Đi câu cá, người dân phát hiện xác một phụ nữ đội nón bảo hiểm dưới rạch Tối ngày 7 tháng 10, công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ nguyên nhân một nữ giới được phát hiện chết dưới con rạch ở phường Long Bình. Khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, một số người đàn ông đi câu cá ở con rạch nói ra sông Đồng Nai, đoạn qua khu miếu ông, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức đã phát hiện sát một phụ nữ nên trình báo. Công an sau đó tới vớt thi thể nạn nhân lên bờ để khám nghiệm điều tra. Nạn nhân mặc đầm màu đen, loại đầm hai dây, bên ngoài mặc áo khoác trên đầu vẫn còn đội mũ bảo hiểm màu xanh, trên người không có giấy tờ tùy thân, cơ thể đang phân hủy nặng, ước tính đã tử vong được khoảng một tuần. Thi thể nạn nhân sau đó được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi. Công an thành phố Thủ Đức kêu gọi ai có người thân mất tích hoặc có đặc điểm như trên thì tới trình báo để nhận dạng, phục vụ công tác điều tra làm rõ. Liên ngành tố tụng tỉnh Thái Bình xác định vụ trung quyết công an bị đâm là án trọng điểm thông tin từ viện kiểm sát nhân dân tỉnh thái bình vừa qua tại trụ sở công an tỉnh thái bình liên ngành công an viện kiểm sát tòa án nhân dân tỉnh thái bình đã tiến hành họp để thống nhất xác định và giải quyết án trọng điểm tại cuộc họp sau khi nghe báo cáo về nội dung vụ án và ý kiến của các điều tra viên kiểm sát viên thẩm phán lãnh đạo liên ngành công an Viện kiểm sát tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình thống nhất nghị quyết xác định vụ án Võ Tiến Mạnh sinh năm 2002 trú Thái Bình bị khởi tố về tội giết người xảy ra vào ngày 22 tháng 9 năm 2023 tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình là vụ án trọng điểm. Lý do xác định vụ án trên là trọng điểm do vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của bị can đã xâm phạm đến tính mạng của người khác, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, gây ảnh hưởng xấu đến tình trạng trật tự xã hội trên địa bàn. Trước đó, vào hồi 21 giờ 51 phút ngày 22 tháng 9, Trung úy Đỗ Văn Tú, trú Thái Bình, cán bộ công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh phụ, đang trong ca trực thì nhận được tin báo xuất hiện một đối tượng nghi vấn có hành vi trộm cắp tài sản. Trung úy Tú đã báo cáo và được chỉ huy phân công xuống địa bàn để nắm tình hình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tiếp cận đối tượng Trung úy Đỗ Văn Tú đã bị đối tượng dùng dao nhọn mang sẵn trong người, đâm nhiều nhát và bỏ chạy khỏi hiện trường. Tầng ozone bị lũng một lỗ to bằng diện tích Bắc Mỹ Dữ liệu vệ tinh tiết lộ rằng lỗ thủng tầng ozone tại Nam Cực năm nay đã lớn gấp đôi kích thước lớn nhất từng được ghi nhận từ trước đến nay. Lỗ thủng tầng ozone tại Nam Cực năm nay đã lớn đến mức kỷ lục, gấp đôi diện tích lớn nhất từng được ghi nhận. Theo Leaf Science, dữ liệu từ các vệ tinh cho thấy diện tích của lỗ thủng này đã gấp đôi diện tích của Nam Cực. Các chuyên gia đang cảnh báo rằng đây có thể là hậu quả của vụ phun trào núi lửa dưới nước Tonga vào năm 2022. Tầng ozone, một phần quan trọng của bầu khí quyển trái đất, nằm ở độ cao từ 15 đến 30 km trên mặt đất, có nhiệm vụ ngăn chặn tia cực tím UV từ mặt trời, bảo vệ sự sống trên hành tinh này. Năm 1985, các nhà nghiên cứu đã phát hiện lỗ thủng tầng ozone phía trên các vùng cực của trái đất. Đây là một hiện tượng do các hợp chất chlorofluorocarbon (CFC) phản ứng với ozone, làm suy giảm lớp bảo vệ tự nhiên này. Mặc dù cộng đồng quốc tế đã ngừng sử dụng CFC vào năm 1989, các lỗ thủng vẫn xuất hiện vào mùa đông ở mọi bán cầu. Theo cơ quan vũ trụ châu Âu ESA, lỗ thủng tầng ozone năm nay ở Nam Cực đã đạt kích thước tối đa vào ngày 16 tháng 9 với diện tích lên đến 26 triệu km vuông bằng diện tích của Bắc Mỹ. Độc lạ ở Hà Nội, con đường chỉ dài hơn một cây số nhưng có đến 8 lô cốt án ngữ. Đường Vũ Trọng Khánh nối đường Trần Phú Hà Đông với đường Tố Hữu Thanh Xuân chỉ dài hơn 1 km nhưng có đến 8 lô cốt to nhỏ án ngữ bên trong vắng bóng công nhân và máy móc thi công. Sở dĩ khu vực này có nhiều lô cốt là do đơn vị chức năng đang thi công gói thầu số 4 thuộc dự án hệ thống xử lý nước thải yên xá. Theo ghi nhận từ khi các lô cốt này được dựng lên gần một năm nay, không hề có công nhân thi công. Bên trong im ắng suốt ngày đêm, hình ảnh ghi nhận chiều ngày 7 tháng 10, nhiều người dân phàn nàn không biết khi nào những lô cốt này mới được giải phóng dọn đi để tránh ủng tắc giờ cao điểm và việc buôn bán của các hộ dân được thuận tiện hơn. Nhiều hàng quán trên đường Vũ Trọng Khánh bị giảm khách do lô cốt án ngữ, khuất tầm nhìn, không có chỗ đổ xe, khiến thực khách vào quán ăn của tôi bị giảm mạnh. Anh Hải, một người dân buôn bán trên con đường, nói Bên trong 8 lô cốt, không hề có công nhân thi công, máy móc cũng không được tập kết tại những lô cốt này trong thời gian dài. Theo các chuyên gia việc đầu tư các dự án thi công hạ tầng ở Hà Nội, đang được triển khai theo cách trời rạc, thiếu sự đồng bộ kết nối, dự án sau chồng lớn dự án trước. Ngoài ảnh hưởng đến việc sinh hoạt đi lại, phát triển kinh tế của người dân, thực trạng này còn gây lãng phí ngân sách. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.